Chiều nay, Bộ Y tế thông tin chi tiết về ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam. Cụ thể, bệnh nhân nữ 35 tuổi, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, khởi phát bệnh ngày 18 tháng 9 năm 2022 khi đang du lịch tại Dubai với triệu chứng sốt kèm mệt mỏi, ớn lạnh, đau cơ, đau đầu và ho, xuất hiện các nốt đỏ ngứa trên cánh tay, thân mình và mặt. Ngay sau khi về Việt Nam, ngày 23 tháng 9, bệnh nhân đã đến khám tại bệnh viện Từ Dũ và nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, được chuyển sang bệnh viện Gia Liễu thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 25 tháng 9, bệnh nhân có kết quả ban đầu dương tính với bệnh đậu mùa khỉ và được chuyển sang bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục cách ly điều trị và lấy mẫu giải trình tự gen. Hiện tại, bệnh nhân sức khỏe ổn định, không sốt, đang được tiếp tục cách ly điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Bộ Y tế nhận định đây là trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ có nguồn lây từ nước ngoài. Các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân tại Việt Nam, kể từ khi về nước, đều được giám sát, theo dõi theo quy định và hiện chưa phát hiện trường hợp nghi nhiễm.